Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dấn thân vào một hành trình kỹ thú để khám phá thế giới tự nhiên, tìm hiểu về những loài động vật sở hữu bộ não lớn nhất so với cơ thể. Thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu và khó tin. Có những loài động vật tuy nhỏ bé nhưng lại sở hữu trí thông minh đáng kinh ngạc, vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem kích thước bộ não ảnh hưởng như thế nào đến hành vi, khả năng học hỏi và thích nghi của các loài động vật trong môi trường sống của chúng. Loài kiến tuy nhỏ bé nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự đoàn kết và trí tuệ tập thể. Chúng không chỉ là những sinh vật nhỏ bé mà còn là những kiến trúc sư đại tài của thế giới tự nhiên. Từ những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt đến những sa mạc khô cạn, loài kiến đã chứng minh khả năng thích nghi và sinh tồn phi thường của mình. Bộ não của một con kiến chỉ chiếm khoảng 6% trọng lượng cơ thể, nhưng đừng để kích thước đánh lừa bạn. Mặc dù nhỏ bé, bộ não của chúng lại vô cùng phức tạp và hiệu quả. Chúng có khả năng xử lý thông tin nhanh chóng và đưa ra quyết định chính xác trong những tình huống khẩn cấp. Kiến có khả năng ghi nhớ đường đi, học hỏi từ đồng loại và thậm chí là chỏng chọt nằm để làm thức ăn. Chúng xây dựng những hệ thống phức tạp để duy trì nguồn thức ăn ổn định. Và điều này cho thấy sự thông minh và khả năng tổ chức tuyệt vời của chúng. Chúng có một hệ thống giao tiếp phức tạp, sử dụng pheromone để truyền đạt thông tin về nguồn thức ăn, nguy hiểm và thậm chí là vị trí của kẻ thù. Hệ thống này giúp chúng phối hợp một cách hiệu quả và đảm bảo sự an toàn cho cả đàn. Hãy tưởng tượng một thành phố ngầm khổng lồ, nơi hàng triệu cư dân làm việc cẩn mẫn, phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả. Mỗi con kiến đều có một nhiệm vụ cụ thể và chúng thực hiện nhiệm vụ đó một cách hoàn hảo, không có sự lãng phí thời gian hay tài nguyên. Đó chính là thế giới của loài kiến, một minh chứng cho thấy kích thước không phải là tất cả. Sự đoàn kết và khả năng làm việc nhóm của chúng là điều mà con người có thể học hỏi. Chúng ta có thể tìm thấy kiến ở khắp mọi nơi trên trái đất, từ những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt đến những sa mạc khô cằn. Khả năng thích nghi của chúng là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Khả năng thích nghi đáng kinh ngạc này là minh chứng cho trí thông minh và khả năng sinh tồn phi thường của loài kiến. Chúng có thể tìm kiếm và khai thác nguồn thức ăn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, từ đó duy trì sự sống và phát triển cộng đồng. Một điều thú vị là một số loài kiến còn có khả năng chăn nuôi rệp sáp. Đây là một ví dụ điển hình cho sự cộng sinh trong tự nhiên, nơi hai loài khác nhau cùng tồn tại và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng bảo vệ rệp sáp khỏi kẻ thù và vật sửa chúng để lấy mật ngọt. Mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai loài, mà còn cho thấy sự phức tạp và đa dạng của hệ sinh thái tự nhiên. Sự cộng sinh độc đáo này cho thấy trí thông minh và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của loài kiến, một loài vật tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Chúng không chỉ là những sinh vật nhỏ bé mà còn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy trong thế giới tự nhiên. Hãy cùng chiêm ngưỡng những thước phim tuyệt đẹp về loài kiến, những kiến trúc sư đại tài của thế giới tự nhiên. Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ sự đoàn kết, khả năng tổ chức và trí tuệ của loài kiến, những sinh vật nhỏ bé nhưng vô cùng phi thường. Lần sâu xuống lòng đại dương bao la, chúng ta sẽ được gặp gỡ những sinh vật thông minh bậc nhất hành tinh, cá heo. Những sinh vật này không chỉ nổi tiếng với sự thông minh mà còn với khả năng giao tiếp và tương tác xã hội đáng kinh ngạc. Bộ não của cá heo chiếm khoảng 1,5% trọng lượng cơ thể, lớn hơn nhiều so với con người. Điều này cho phép chúng xử lý thông tin phức tạp và thực hiện các hành vi tinh vi. Chúng sở hữu một hệ thống ngôn ngữ phức tạp, cho phép chúng giao tiếp, hợp tác săn mới và thậm chí là nhận biết bản thân trong gương. Ngôn ngữ của cá heo bao gồm các âm thanh và cử chỉ, giúp chúng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Cá heo có khả năng học hỏi và ghi nhớ rất nhanh. Chúng có thể học các trò chơi và nhiệm vụ mới chỉ sau vài lần thử. Chúng có thể được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và thậm chí là hiểu được ngôn ngữ của con người. Điều này cho thấy mức độ thông minh và khả năng thích nghi cao của chúng. Một số nghiên cứu cho thấy cá heo còn có khả năng thể hiện cảm xúc, đồng cảm và thậm chí là có ý thức về cái chết. Chúng có thể an ủi nhau khi buồn và thậm chí tổ chức các nghi lễ nhỏ khi một thành viên trong đàn qua đời. Sự thông minh và khả năng giao tiếp tuyệt vời của cá heo đã khiến chúng trở thành bạn của con người từ hàng ngàn năm nay. Từ thời cổ đại, con người đã ghi nhận sự hiện diện và tương tác của cá heo trong các nền văn hóa khác nhau. Hãy cùng lắng nghe những âm thanh kỳ diệu từ đại dương, những bản giao hưởng của cá heo và khám phá thế giới đầy bí ẩn của chúng. Những âm thanh này không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là cách chúng thể hiện bản thân
và kết nối với môi trường xung quanh. Chim sẻ, loài chim nhỏ bé quen thuộc với chúng ta, lại là một ví dụ điển hình cho thấy kích thước không phải là tất cả. Dù nhỏ bé, chúng lại sở hữu những khả năng đáng kinh ngạc mà ít ai ngờ tới. Bộ não của chim sẻ tuy nhỏ, chỉ chiếm khoảng 4,2% trọng lượng cơ thể, nhưng lại cho phép chúng thực hiện những điều phi thường. Chúng có khả năng học hỏi và thích nghi với môi trường xung quanh một cách nhanh chóng. Chim sẻ có khả năng ghi nhớ vị trí của hàng ngàn hạt giống mà chúng đã giấu kín, thậm chí sau nhiều tháng trời. Điều này giúp chúng tồn tại qua những thời kỳ khan hiếm thức ăn. Chúng có thể nhận ra và phân biệt được khuôn mặt của con người, và thậm chí học cách tránh né những người có ý định làm hại chúng. Khả năng này giúp chúng sống sót trong môi trường đô thị ngày càng phát triển. Chim sẻ cũng là những bậc thầy về kiến trúc. Chúng xây dựng tổ của mình với sự tỉ mỉ và khéo léo, sử dụng các vật liệu tự nhiên như cỏ, lá và lông vũ. Tổ chim tuy nhỏ bé nhưng được xây dựng rất công phu và chắc chắn, đủ để bảo vệ chúng và chim non khỏi những cơn bão. Điều này cho thấy sự thông minh và khả năng sinh tồn của chúng. Hãy quan sát kỹ hơn những chú chim sẻ đang ríu rít trên cành cây. Bạn sẽ thấy được sự thông minh và nhanh nhẹn toát ra từ đôi mắt sáng ngời của chúng. Chúng giao tiếp với nhau qua những tiếng hót và cử chỉ tinh tế. Chúng không chỉ là những sinh vật nhỏ bé, mà còn là minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên. Sự tồn tại và phát triển của chim sẻ là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên cường và thông minh. Chuột, loài vật thường bị gán cho những định kiến tiêu cực, lại sở hữu một bộ não đáng kinh ngạc. Bộ não của chuột chiếm khoảng 2,5% trọng lượng cơ thể, cho phép chúng thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau, tự động ruộng đến đô thị. Chuột có khả năng học hỏi và ghi nhớ đường đi trong mê cung phức tạp, thậm chí còn giỏi hơn cả chó và mèo. Chúng có thể nhận ra và phản ứng với những thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh, giúp chúng tránh được nguy hiểm và tìm kiếm thức ăn hiệu quả. Chuột cũng là loài động vật có tập tính xã hội phức tạp. Chúng sống thành bầy đàn, có phân chia cấp bậc và giao tiếp với nhau bằng âm thanh và mùi hương. Hãy gạt bỏ những định kiến về loài chuột, và chúng ta sẽ thấy được sự thông minh và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của chúng. Bạch tuộc, sinh vật với hình dáng kỳ lạ và khả năng biến hình tài tình, sở hữu một bộ não phân tán độc đáo. Mặc dù bộ não của bạch tuộc chỉ chiếm khoảng 0,5% trọng lượng cơ thể, nhưng chúng lại được coi là một trong những loài động vật không xương sống thông minh nhất. Bạch tuộc có khả năng giải quyết vấn đề học hỏi từ quan sát và thậm chí là sử dụng công cụ. Chúng có thể mở nắp chai thoát khỏi mê cung và thậm chí là nhận ra con người. Khả năng ngụy trang của bạch tuộc cũng là một minh chứng cho sự thông minh của chúng. Chúng có thể thay đổi màu sắc và kết cấu da trong nháy mắt để hòa mình vào môi trường xung quanh, tránh kẻ thù hoặc săn mồi. Hãy cùng chiêm ngưỡng những màn trình diễn ngoạn mục của bạch tuộc, những ảo thuật gia tài ba của đại dương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng rằng hành trình khám phá thế giới động vật đầy kỳ thú này đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Từ những chú kiến nhỏ bé đến những chú cá heo thông minh, thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu chờ đợi chúng ta khám phá. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.